Dạ thôi, để em xin phép gửi tặng cho gia đình cũng như mấy anh bà con ở đây một bài vọng cổ được mang tên Trúc Lam Phương Tử. Ta đã sai rồi lạnh tim dài rứt lệ thăm giang qua lệ nên rơi phương tử ơi rượu xa cây nửa bầu rượu rơi rụng đó anh đào mây chén ly bôi làm khơi dậy chí anh hào xin giả từ Trúc Lam Phương Tử ta đi giữa bầu trời giá lạnh đêm đầy sao kia sao nàng lại rưng rưng lệ sương rơi hay suối lệ ngập ngừng ta chưa nói tiếng biệt ly cớ sao nàng đã xa nước mắt rồi say ngựa dưới trắng phương tới nàng hai dứt mấy đường tơ chung rượu tiền vì ai ta uống cạn xin hẹn đóng năm sau giữa mùa tuyết trắng dưới cội anh đào nàng hãy đợi chờ ta hồn cao cả đêm nay tuyết bay trắng xóa quán đào đã rụng hết từ lâu ta tựa thân cây nghe gió rít giữa không trung mà tưởng chừng như tiếng đàn xưa của nàng đưa mấy ngón tay mềm để nắng nốt những đường tờ áo nào giờ đây nghiêng bầu rượu tống một hơi rượu thì càng từ lâu sao tim ta vẫn tê buốt lạnh lùng phương tử ơi ta có ngờ đâu cung đàn năm xưa lại là cung đàn kinh điển đêm nay dưới cội anh đào ta nhớ ta sầu bên men rượu xa anh sẽ thay mặt chương trình dòng gỗ Nguyễn Thanh Toàn xin cảm ơn quý vị rất nhiều và sau đây xin mời trở lại nghệ sĩ Hàn Ni và để trở lại chương trình em xin gửi đến trích đoạn trong vở tuồng Nàng Son
Soạn ơi còn đâu gây đôi nhịp cầu, gây đôi nhịp cầu. Nàng Soạn có biết ta nắm trái tim ta sầu duyên dặn bách lôi kia người yêu ta đang đứng nếp mình chờ đợi hồng mới xích yêu cho son vì chữ yêu chung mà phải mang tiếng phụ nhau hồng ơi từ đây tình ta cách những đôi người đôi ngã ngài rung ra cứ qua đang cứ hành nộn lấy là ngài chung liệm đời son dưới đáy mồ muôn đời hồng ơi. Xin thay mặt nghệ sĩ Hằng Ni xin cảm ơn tình cảm thân thương của các em rất là nhiều. Và sau đây xin mời vị chào đón là nghệ sĩ Hoàng Linh. Dạ, Hoàng Linh xin mến gửi đến cô chú anh chị bài vọng cổ Đời Là Thế Đó. Thank you.
sao nghe đắng cay. Một trái tim tôi sẽ nửa ngăn đôi để xác thân kia kiếp giang hồ ít cát bụi. Hằng chết thời gian bài học đời tôi nếm trải mới hiểu thấu. Ai ơi cầu thế sự vô muôn màu. Mai mẹ nhìn nhau vì hai chữ giàu nghèo. Bạn đã dạy cho tôi biết nào là cuộc sống, nếm trải thăng trầm mới hiểu biển rộng trời cao. Nghị lực sinh tồn từ cái đắng thương đau. Tôi tiếc tình xưa gọi mày tao thành tri kỷ. Xuống ngựa lên xe nhận bao lời qua mì. Hất thế xa cơ mới ngầm nghĩ xa đời. Đuốc đuốc cài nén nhục để làm hành trang tôi bước đi. Trách ai bây giờ quán thang sự đời. Người xa kẻ khó vốn hơn thua. Thế gian đen bạc tình đành sao đêm bán buồn. Mất mát hôm qua sự đời tôi thấm thía. Vết xẹo hằn sau câu bán nghĩa mua tình. Bạn lắm mai ơi người ta chẳng như mình. Khi đủ lớn khôn tôi đã từng nhỏ dậy. Đem hết sự chân thành đối đãi anh em. Từ vực thẳm cuộc đời tôi dùng dậy ngôi lên. Sơn máu đôi chân mà vẫn bền trong gian khó. Đời là thế thôi, đời là như thế đó. Bóng tôi âm u mới sáng tỏ từng đời. Tôi và bạn cũng một thời ngang dọc. Chốn phong trần ta đã khóc cười. Rõ anh hùng xa cơ mới rõ ai cũng bán ta. Dạ, em cảm ơn. Anh xin phân mặt Hoàng Linh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ mấy anh yêu cầu hai tiết mục nữa, hai đứa nữ hát. Thank you.
Chương trình văn nghệ, Chí Thanh xin mời về chào đón lại nghệ sĩ Quỳnh Thoa. Và để tiếp tục chương trình, Quỳnh Thoa cũng xin gửi đến tất cả quý vị lớp trích đoạn được mang tên Hoàng tử mặt nám, xin mời cùng nghe. Và tiếng nữ xin kính chào hoàng tử và thương phi. Hôm nay tôi đến đây để chúc mừng đến. Bài tình lỡ hai phương, để người đi